Phương xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và khách mời ngày hôm nay sẽ là một gương mặt vô cùng quen thuộc với tuổi thơ của rất rất nhiều bạn, trong đó có cả Hà Thu. Hà Thu sẽ bật mí ngay sau đây. Xin giới thiệu nam diễn viên Ngọc Trai. Dạ. Okay. Tự nhiên ra xong cái đập đầu cái bước. Em chào anh. Dạ, chào bạn. Đập đầu cái là một cái nét chào của mình đó anh hả? Phải không? Không phải, tại vì ra xong cái bị trượt chân á, đầu cái đập cái bóp vô cái cạnh cửa. À, là giúp mình tỉnh táo hơn để tham gia chương trình đúng không anh? Không biết có tỉnh không mà hơi bị đau. Mời anh về phòng khách của chương trình để em xem có bớt đau không anh ha. Rồi giờ mình order món hi? Dạ chưa. Chưa. Mình gửi lời chào đến khán giả ăn chút xíu. Xin lỗi các bạn, mình ham ăn quá. Xin chào các bạn, mình là Ngọc Trai. Ngày hôm nay mình có mặt tại chương trình Khẩu vị ngôi sao. Hy vọng duy nhất của mình là sẽ được ăn ngon. Chắc chắn là anh sẽ được ăn ngon. Chào mừng anh đến với chương trình Khẩu vị ngôi sao. Trước khi mà được ăn ngon á, thì mình chia sẻ một chút xíu về khẩu vị của anh nha. Để cho quý vị khán giả cũng như em được biết về những cái món mà anh thích thưởng thức nè. Trai là một người con của thức ăn đường phố. Trai thích ăn ngoài đường hơn là ăn ở trong nhà hàng. Là cứ dạo ngoài phố cái xà vô ăn. Đúng vậy. Rất là dễ nuôi đúng không anh? Dạ. Nhưng mà nếu mà không có ra ngoài đường phố mà ở nhà á, thì thường ở nhà của anh thì ai sẽ là người đảm nhiệm cái vai trò nấu ăn chính trong gia đình? Tất nhiên là vợ mình. Tại vì vợ mình nấu ăn rất là ngon và khẩu vị của mình là hoàn toàn phụ thuộc vào vợ mình luôn. Vậy cái món mà anh thấy vợ anh nấu ngon nhất là món gì? Bún bò. Bún bò. Vợ anh nấu món gì mà anh thấy là không ngon nhất? Trai có thể nói luôn á. Thật, tới tận bây giờ thì trai vẫn chưa tìm được cái món đó. Kính thưa quý vị và các bạn, một người đàn ông gia đình. Không thật á. Dù có bị đốt nhà đến mấy thì vẫn khẳng định là tất cả món vợ nấu đều ngon. Gia đình rất là hạnh phúc rồi, nhưng mà hôm nay phải có hai bạn fan hâm mộ đến đây để nấu cho anh ăn. Em đang lo. Là không biết là nãy giờ nghe khen bà xã nấu ăn ngon quá thì không biết cái tiêu chuẩn của anh có cao quá không, không biết các bạn có đáp ứng được không. Không, đơn giản cực kỳ luôn á. Đây là một người cực kỳ dễ trong cái vấn đề ăn uống. Ngon mới ăn. Ngon mới ăn thôi đúng không? Nó đơn giản mà đúng không? Rồi, bây giờ chương trình có chuẩn bị sẵn 4 món ăn ở đây. Nhưng mà bây giờ anh không được nhìn. Không được nhìn. Không được nhìn, chọn hai món ăn thử xem là anh có duyên với hai món nào trong 4 món này nha. Ok. Tự nhiên sáng nay á lại muốn ăn cơm tấm, nhưng mà cơm tấm Long Xuyên. Cơm tấm Long Xuyên. Có ăn bao giờ chưa? Em chưa. Trời ơi trời, nên ăn cơm tấm Long Xuyên đi. Nó khác như thế nào nè? Hả? Nó không phải là nguyên một cái miếng sườn to, mà là cơm tấm sườn mà người ta cắt nhỏ những cái miếng sườn đó, thậm chí là trứng người ta cũng cắt nhỏ luôn, rồi sau đó là mình trộn lên rồi mình ăn. Rồi thêm ví dụ như là tép mỡ với lại hành phi thôi, rồi thêm một chút nước mắm, mà nước mắm hơi kẹo kẹo lại xíu á, họ nó ngon vô cùng luôn. Không lẽ hôm nay trong này có cơm tấm Long Xuyên thì hên cho anh quá hả? Thì mình chỉ ước vậy thôi mà, chứ mình không có biết. Thì mình cứ chọn lại hai món nhé. Chọn ha. Rồi, cái này. Cái này. Rồi, với lại cái này đi. Rồi, rồi. Xong. Em chỉ tiết lộ là cái siêu năng lực của anh nó không thành công thôi. Chứ okay. Em sẽ che giấu hai cái món ăn này. Tự nhiên giấu. Giấu thì bây chứ. Giờ trai đưa rồi, phải cho trai biết rồi trai ăn cái gì chứ. Không, trước khi biết ăn cái gì thì mình phải chào đón hai fan hâm mộ của anh ra. Để okay. Các bạn sẽ bật mí xem là có những cái thử thách nào và có những cái sở trường nào. Xem hai bạn có làm được hai món này không đã ha. Ok. Rồi, bây giờ xin chào đón hai bạn fan hâm mộ của anh Ngọc Trai đến đây ngày hôm nay. Xin giới thiệu Xuân Bình và Ngọc Ánh. Rồi, ok. Ok, chào bạn. Chào bạn. Chào em. Chào hai bạn. Bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Xuân Bình. Sở trường của em thì nấu các món gia đình bình thường, hoặc là các món thiên về chua cay, bởi vì gia đình em đều thích ăn những món như vậy. Chua cay. Lậu Thái. Bình ơi, công việc hiện tại của em là gì, hay là em đang đi học? Hiện tại em đang đi học. Đang đi học. Ở nhà là về nhà phụ mẹ nấu ăn hay là ở một mình? Về nhà thì em phụ mẹ nấu ăn. Em lãnh trách nhiệm mà nấu ăn trong gia đình mỗi ngày. Wow, và vừa đi học về rồi còn đảm nhiệm vai trò nấu ăn. Dạ vâng. Thay mẹ. Rồi, mời bạn giới thiệu một chút xíu về mình nha. Dạ, em tên là Ngọc Ánh, em 19 tuổi và em đang là sinh viên học ngành quản trị nhà hàng khách sạn ạ. Vài món sở trường của em là gì? Ví dụ kể cho anh trai nghe xem có phù hợp với anh không nè. Sở trường của em thì cũng là nấu các món chua cay giống như chị, và các món chiên hoặc là gỏi gì đó. Trước khi đến với cái phần mà chọn lựa nè, anh Ngọc Trai đã chọn hai món ăn ở đây. Hai em sẽ phải vượt qua hai câu hỏi cùng một phần thử thách để lật mở ba từ khóa trên màn hình.
liên quan đến anh Ngọc Trai. Rồi, các em phải lật lần lượt ba từ khóa ở trên màn hình thông qua hai câu hỏi và một thử thách. Thì bạn nào có đáp án đúng cho câu hỏi hoặc là vượt qua phần thử thách giành chiến thắng thì sẽ được mở một từ khóa ở trên màn hình này. Và trong ba từ khóa này sẽ có một từ khóa có huy hiệu thần bếp. Ai may mắn lật được cái ô đó, bây giờ mình không biết ô nào đúng không? Nhưng mà may mắn lật được cái ô đó thì sẽ được quyền trợ giúp từ anh Ngọc Trai trong phần nấu nướng của mình. Bây giờ mình đến với câu hỏi đầu tiên trước nha. Mời hai bạn cầm bảng lên nè, mỗi bạn sẽ có 10 giây cho câu trả lời. Lúc nào Thu hô thời gian kết thúc thì bạn xoay cái bảng ra ngoài cho Thu nha. Rồi, các bạn sẵn sàng chưa? Câu hỏi đầu tiên. Điền từ còn thiếu trong tên món ăn sau. Thịt chấm 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 bếp. Thịt chấm 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 bếp hả? Ừ. 3. Ủa thịt nào mà không nấu dưới bếp? 2. 1. Hết giờ. Mời các bạn giơ bảng ra ngoài nha. Đáp án của Ánh là trâu. Bình là không có đáp án nào. Em nghĩ đáp án của bạn như thế nào? Em nghĩ đúng ạ. Nghĩ đúng mà em lại không nghĩ ra. Dạ vâng. Và bây giờ nhìn mới thấy đúng đúng không? Dạ. Phải là thịt trâu gác bếp. Thịt trâu gác bếp hay còn gọi là thịt trâu khô, thịt trâu hun khói, là món ăn đậm chất truyền thống của dân tộc Thái vùng núi phía Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Tùy vùng mà công thức sẽ được gia giảm mùi vị để tạo nên hương vị khác nhau. Chỉ khi bạn chậm rãi thưởng thức mới cảm nhận được tinh túy đặc trưng của từng địa phương. Cũng coi như là có đúng hơn bạn nhưng mà cũng không có giành chiến thắng trong câu hỏi này được. Cho nên là mình phải nhờ anh Ngọc Trai mở giúp một từ khóa ở trên màn hình nha. Rồi số 2. Từ khóa số 2. Nhân 4. Tăng tốc độ hả anh? Nếu như mà là trong một cái câu trắc nghiệm anh có đáp án A, B, C, D á, thì là bốn đáp án nó đều khác nhau đúng không? Nhưng mà là trong một vài trường hợp là bạn muốn cả bốn đáp án nó đều giống nhau, tại vì là đó là cái thứ mà bạn muốn nhất. Thí dụ như là tình cờ khi mà bạn mỗi sáng bạn thức dậy tự nhiên các bạn thèm cái món đó quá, là bạn chỉ muốn ăn đúng cái món đó thôi, không phải món đó là bạn không chịu ăn. Từ khóa đầu tiên nhân 4 sẽ thuộc về anh Ngọc Trai và hai bạn coi như hòa nhau. Bắt đầu lại từ đầu ha, ở câu hỏi số 2. Hãy kể tên ba loại nguyên liệu có trong món thịt chua Phú Thọ. Ba nguyên liệu nha, có trong món thịt chua Phú Thọ. Mình không biết thì mình đoán đi nè. Thịt chua 3, hả? 3 2 1. Hết giờ. Xin mời hai bạn dưa bảng ra. Thính, lá, đinh lăng và thịt. Rồi em lại một lần nữa dưa bảng trắng. Em không biết món ăn này hay sao nè? Em không biết món ăn này, với lại ban đầu em đang bị phân vân giữa các nguyên liệu và các loại gia vị. Sau đó thì em biết không kịp nữa. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra đáp án thử nha. Sẽ có thịt heo, thính gạo, hạt tiêu, lá đinh lăng, lá ổi, lá sung. Chúc mừng em, câu hỏi này em đã giành chiến thắng. Và em được quyền mở một ô trên hai ô còn lại. Em chọn ô nào? Em chọn ô số 1 ạ. Ô số 1, xin mời. Vì phim mà thích. Gà luộc á. Bạn có tin không? Hồi trước á, lúc mà mình mới có 6 tuổi á, mình không biết ăn gà. Chỗ nó lạc lẽo à. Gà luộc mà. Đâu biết gì đâu. Không gì ngon hết trời. Nhưng mà tình cờ xong cái đi trong xóm á, có nhà người ta bật tivi đồ kiểu kiểu như vậy á, có mở cổ tích. Thì trong cái phim cổ tích đó nó có một đoạn á, là người ta ngồi quay quần ở trên một cái mâm gà, cũng gà luộc luôn, người ta xé ra rồi cảnh mà các diễn viên ăn rồi phải không? Ê sao ngon quá ta. Ủa nhìn nó ăn đã ta. Xong thôi đi về nhà, đi về nhà. Về nhà xong cái ý cũng đang ăn gà luộc luôn. Trời ơi. Xong cái vô cái ăn đấy. Thật sự ăn nó ngon. Ăn y chang trong phim vậy luôn. Là mình ăn xong cái là mình tưởng tượng là cái cảm giác là ở diễn viên ăn sao rồi. Mình ăn như vậy. Ê nó ngon thiệt ta. Tự nhiên cái thích luôn. Và anh ơi, em đã lật được một từ khóa có huy hiệu thần bếp. Là em sẽ có được quyền trợ giúp từ anh Ngọc Trai với bất cứ yêu cầu nào mà em muốn. Cho nên bây giờ em hãy nghĩ xem em thích cái gì nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ đến phần thử thách. Cũng là một cơ hội cuối cùng cho Bình gỡ gạc cho em. Cố gắng lên. Mời hai bạn đến với một thử thách cuối cùng để phân định thắng thua. Và thử thách đó là gì, Hà Thu sẽ bật mí trong một chút xíu nữa. Chào mừng hai bạn đến với thử thách cuối cùng. Và đây là thử thách phân định thắng thua. Thử thách của chúng ta như sau. Ánh sẽ đại diện cho đội màu trắng, Bình sẽ đại diện cho đội màu cam. Chúng ta lần lượt thảy những quả bóng này làm sao để cho nó vào trong các cái ly này. Và phải đảm bảo cho Thu ít nhất một lần bóng chạm vào cái bàn, rồi sau đó mới vào cái ly thì mới được tính.
Và sau 2 phút bạn nào có nhiều bóng ở trong ly hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Rồi anh Ngọc Trai làm trọng tài giùm em nha. Ok, trời, cái công việc mình đơn giản vậy thôi hả? Mình đứng dạ, đây mình đếm đơn thôi giản hả? Để coi okay. Thì các bạn bóng có chạm bàn trước khi vô ly không? Ok, các bạn chỉ cần cái nào đưa mà phạm luật thì mình bỏ ra. Ok, ok. Rồi, thời gian 2 phút bắt đầu. Wow, gần đúng rồi. Cố lên, gần được rồi, gần được rồi. Anh ơi, mình cổ vũ nhiệt tình lên chút cho các bạn. Một trái đầu tiên. Trái bóng màu trắng. Tại vì là anh hay làm sao lãng người ta lắm cho nên tốt nhất là anh đứng yên đi. Đội cam cố lên, đội cam cố lên. Ui, trái thứ hai, trái thứ ba của đội trắng. Mà quăng lẻ lên em, quăng liên tục đi, bây giờ đâu có tiền tính gì đâu. Anh em thấy anh không nên cổ vũ nữa, anh hơi làm sao nhãn rồi đó. Thấy chưa, tôi nói mà. Cố lên. Thôi đội cam, ôi cũng khá là nhiều trái rồi. Còn 30 giây nữa thôi, cố lên. Ồ, cũng khá là nhiều rồi đó. 10 9 8 Kìa em mượn bên 7, đây em quá đi. 6 rồi. Nếu mà lơ vô thì chắc điểm người ta. Em có thể lượng được em ơi. 3 2 1 Hết giờ. Giờ mình đếm nè. Rồi mình đếm đi, mình đếm cái trắng trước đi. Rồi 1 2 3 Ở trong cái ly này là nó có cái trắng luôn nè. 4 5 11 quả cho rồi. Ngọc Ánh. Rồi, bây giờ 30 quả màu cam nè. 2 4 6 5 mà. Ai lộn 5. 6 9. Rồi. Chúc mừng Ngọc Ánh đã giành chiến thắng. Ủa rồi thắng được gì vậy? Dạ, được cái gì mình về phong cách mình tính. Ồ, anh tưởng là em được tiền chứ anh tính chúc mừng em. Anh hay vậy quá ha. Hồi nãy anh Ngọc Trai hỏi là thắng được cái gì, giờ mới được nè, sẽ có quyền mở từ khóa cuối cùng của chương trình, từ khóa số 3, gì cũng được. Có một bạn á, khi mà là trước khi mà mình tới đây á, bạn có hỏi mình là anh có sở thích đặc biệt nào với các món nào không? Thì là mình với nó đơn giản thôi, là gì cũng được miễn là ngon. Đó phải thiếu cái từ sau nữa. Đó để là miễn là ngon đi nè, đỡ ơi, gì cũng được đó, gì cũng được, chú thích ở dưới miễn là ngon. Rồi bây giờ ở đây anh Ngọc Trai có chọn ngẫu nhiên ra hai món ăn mà anh chưa biết. Dạ, tôi sẽ đọc tên hai món ăn đó và hai bạn Ngọc Ánh giành chiến thắng thì em sẽ được chọn một món ăn mà em cho là em có thể làm tốt hơn. Dạ. Gỏi gà bắp cải và cá lăng ngũ vị chiên giòn lá chanh. Em chọn gỏi gà bắp cải. Rồi, chúc mừng em. Rồi, món còn lại em có tự tin là em làm món này tốt không? Dạ được. Rồi, bây giờ Ngọc Ánh em chiến thắng ở phần 1 của chương trình thì em có thêm một quyền nữa, là sẽ được chọn bếp phải hay là bếp trái của chương trình. Mỗi bếp thì sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ khác nhau, nhưng bây giờ chúng ta chưa được biết. Vậy em chỉ được quyền chọn cái bếp này em thích, bên này là bên phải, bên này là bên trái. Em chọn bếp trái á. Em chọn bếp trái, vậy là phần bếp phải đã thuộc về Xuân Bình. Và mời các bạn cùng đến với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với phần 2 của chương trình mang tên Chinh phục khẩu vị ngôi sao. Yeah. Và bây giờ hai đầu bếp của chúng ta đã sẵn sàng với các nguyên vật liệu trên bàn. Hà Thu chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ nhỏ thôi. Có một trái dưa hấu ở đây. Dưa hấu này không phải để ăn. Bình em phải kẹp cái này ở hai đầu gối. Đây. Và sẽ di chuyển nấu nướng hay làm bất cứ cái gì cũng phải kẹp y chang cái trái dưa hấu. Rồi, Bình em nắm được luật rồi đúng không? Rồi, bây giờ bên Ánh thì đơn giản hơn một chút xíu. Em chỉ cần ôm con gấu dễ thương này. Và vừa ôm vừa nấu ăn, làm gì cũng ôm nó hết á. Nha, không có được thả ra. Những cái thử thách của hai bạn là đơn giản thôi, nhưng mà thử thách của anh thì hơi cam go hơn chút xíu, là trên mỗi phần nguyên liệu các bạn sẽ có một vài yêu cầu nhỏ nhỏ mà các bạn muốn sử dụng cái nguyên liệu đó thì phải nhờ anh Ngọc Trai thực hiện một thử thách. Anh ấy thực hiện và vượt qua được thử thách đó thì các bạn mới dùng được món nguyên liệu đó. Bây giờ chúng ta nhường gian bếp lại cho các bạn. Ok. Rồi, mời anh trở về phòng khách của chương trình. Chúc hai bạn nấu ăn ngon. Dạ anh Ngọc Trai ơi, anh có thể thực hiện giúp em một thử thách được không ạ? Được, em phải được thôi. Được. Bây giờ em nói cái gì anh cũng nghe luôn á, tại vì anh đang đói mà. Dạ vậy anh thực hiện thử thách là bịt mắt ăn và đoán đúng tên 4 loại bánh giùm em nha. Rồi, mình bắt đầu với cái bánh đầu tiên. Thôi em cho ngửi trước nè. Nghe mùi chưa? Nghe mùi sẽ dễ đoán hơn. Chà, cái bánh này nó... Bánh tiêu. Chính xác phải ăn, anh mình để bụng mình ăn, lát ăn món sau. Không, cái bánh thì ngon mà. Ngon hả? Lát còn hai bạn đang nấu món cho anh ăn á. Tại sáng giờ chưa ăn gì hết trơn tỏi. Vậy hả? Ăn nhanh nhanh qua món khác nữa nha. Còn ba cái bánh nữa đó. Rồi. Đây.
bánh da lợn. Đúng rồi. Bánh thứ ba. Ở đây có nhiều cái nhỏ nhỏ, anh bóc một cái. Cẩn thận nha. Bánh bò. Chưa ăn đã biết bánh bò. Tại vì là bạn chỉ cần sờ vào bạn biết liền à. Một đáp án đúng nữa. Chúc mừng anh, cô vẫn ăn. Ngon mà, cái này hơi thiếu nước dừa nha. Khó nha. Trời, tôi quên cái tên này rồi. Bánh, bánh ú hả? Bánh, tên của nó không có nhiều. Trời, mình tức ghê luôn á nha. À, bánh ít. Chính xác. Tại vì là có rất là nhiều loại bánh mà có nhân đậu xanh ở trong. Nó cũng cái hình dạng nó như vậy đó. Anh đã hoàn thành xuất sắc vượt qua 4 loại bánh. À, anh trai ơi, em cần cá lăng. Anh có thể liệu giúp em làm thực hiện thử thách này không ạ? Ai nói vậy? Là... cá lăng. Đây. Không phải, tự nhiên cái tiếng luôn. Mình bớt ăn lại nha, để mình nghe. Đưa tay vào một chiếc thùng bí ẩn và tìm ra được đúng 5 loại trái cây mà MC yêu cầu. Đầu tiên giúp em tìm một trái rất đơn giản, nhẹ nhàng, trái ổi. Trái ổi, ok. Có không dạ? Dạ có, cái thùng đó là sẽ có thôi à. Này không phải, trái ổi không thể nào mà là da nó trơn gì được, nên da nó phải hơi sần sùi. Đúng rồi. Cái này nè đúng không? Chắc chưa? Yeah. Cái cùi đâu rồi? À đúng rồi, đó nè. Cái cùi. Chính xác, trái đầu tiên. Trời ơi. Trái thứ hai, trái xoài. Trái xoài, ok. Xoài thì cái da nó dễ hơn đúng không? Tại nó bự. À, rất nhanh gọn. Trái thứ ba, cũng dễ luôn, trái nhỏ. Ê, à, thấy, tìm được rồi đó. Có thấy rồi đúng không? Đúng rồi, mà đâu rồi? Nhưng bây giờ có thấy rồi. Lại không là vấn đề nè. Đây nè. Rồi. Ủa? Trời ơi, thiệt không có chịu sờ. Cho anh tạm nợ trái nho nè. Ok, vậy thôi cho anh trái khác đi. Trái quýt. Trái quýt. Trái quýt. Nhưng mà trái nho tìm thấy thì vẫn đưa ra cho em nha. Ok. Ê, đây. Đó nè, đó nè. Vô. Vậy là con như anh vượt qua đúng không? Còn trái cuối cùng là trái khổ qua. Vậy tôi thấy, tôi để đâu đúng rồi? Rồi. Còn gì không em? Anh nghĩ là còn cái gì không? Một cái chùm nho rất là dài, bự luôn đó. Ê, hay là tìm giúp anh được không? Tìm giúp em đi. Chứ từ nãy giờ tìm quá không được, tức lắm luôn á. Đâu rồi tơi? Thấy chưa, em tìm còn không thấy nữa kìa, muốn gì anh? Ngộ ha. Ngộ ha. Kỳ ghê. Kỳ ghê, em đã tìm được rồi. Ôi. Anh quá ngộ quá kỳ đi. Rồi, với sự trợ giúp của Hà Thu thì anh Ngọc Trai đã vượt qua được thử thách tìm ra 5 loại trái cây. Chúc mừng bạn đã có được nguyên liệu cho phần nấu cá lăng của mình. Chúc mừng bạn. À, anh Ngọc Trai ơi. Nữa hả? Nữa kìa. Giúp em một lần nữa nhá. Ok. À, anh có thể giúp em là vừa lắc vòng, vừa lột vỏ và vừa ăn 2 quả trứng gà không ạ? Mọi người thấy không? Ở đời mà đâu có ai dễ dàng mà cho mình ăn cái gì đâu. Căng à. Vừa bóc vừa ăn nhanh. 3, 2, 1, bắt đầu. Vô, rớt vòng. Gì đâu, lượm lại nè. Lượm lại. Ê, nhưng mà miễn sao mà là nó chưa rớt nó, đúng nó không? Nó chưa rớt, dạ. Ok, thì được rồi. 2, 3, vô. Có cần nhả cái vỏ trứng ra đây không? Vẫn rồi, cứ rồi vẫn không được. Nuốt luôn hả? Trời ơi, có phước quá à, đập giùm luôn à. Đập giùm luôn đó. Thác nước qua cho miếng nước được không? Miếng nước. Thác nước quá à, thiệt luôn á. Nghẹn. Thiệt, nghẹn lắm luôn á nha. Thác nước dễ sợ luôn à, trời ơi trời. Đó. Anh ổn đúng không? Anh ơi, anh ăn hết rồi mà anh vẫn muốn lắc vòng hả? Không mà anh nhai chưa hết. À vậy hả? Đâu được tính đâu. À. Chương trình khó lắm. Sao? Không biết anh ăn ở kiểu gì mà nãy anh nghẹn, anh sắp thở không nổi và anh lắc vòng không nổi, anh xin miếng nước đó. Thì chương trình báo là anh cố tình chơi ăn gian cho nên là cố tình không cho anh nước. Thấy nước quá à, thiệt luôn á. Nghẹn. Thiệt, nghẹn lắm luôn á nha. Ờ, cái điều đó. Ủa, có thật không? Biết luôn hả? Biết luôn đó. Thì ra là mọi người đã biết rồi à. À, vậy nó không cần nước nữa phải không? Ok, không cần nước. Nói chung thì mình ăn gian ở một cái khía cạnh mà chấp nhận được. Mặc dù là cái sự ăn gian đó đã bị phát hiện nhưng mà anh vẫn hoàn thành xuất sắc cái phần thử thách để mang về phần nguyên liệu cho bạn. Rồi, chúc mừng anh. Lần sau em có đề nghị là nếu mà có chơi trò này thì chơi trứng lòng đào nha. Rồi, còn thử thách nào nữa không ta? Làm luôn một lần ha. À... em hơi có lỗi nhưng mà nếu không món này không thành món được nên là đó, vừa nhai chưa? Bánh bò vừa hát một bài hát bất kỳ. Chỉ cần ăn hết mấy cái bánh bò ở đây và hát một bài thôi, nhẹ nhàng hơn những cái hồi nãy rất nhiều đúng không?
cũng được. Bài mà hiện tại bây giờ đang rất là hot, đó là Hoa Nở Không Màu. Hoa Nở Không Màu được biểu diễn với phần vừa ngậm bánh vừa hát của nam diễn viên Ngọc Trai. Nhưng mà trước khi anh hát thì em có nói sơ nhẹ cái này là mình không có phải ăn từng cái, mình ăn 3 cái một lần. Ăn 3 cái một lần lần ư? Em nghĩ anh làm được mà. Được, chơi luôn đi. Ok các bạn. Em nghĩ là 4 cái được phải không? Ok. Ui giời ơi, không nghe có mùi, có hơi ra. Rồi ok, thôi cái này em ăn. Được rồi, chơi luôn. Luôn đúng không? Chơi luôn. Cái này á, anh chơi nhưng mà MC cũng chịu đựng lắm nha. Anh quay về phía máy anh hát. Em sẽ cổ vũ thôi, anh đừng có nhìn em. Giờ đây chúng ta là hai người vẫn khác lạ. Buồn được mấy, nhưng mà chẳng thể nói ra. Đúng rồi, không nói được là sao nè. Cuộc đời dám đăng bất thường, sao từ mãi vẫn thường. Từ mình hôm nay sống được riêng mình. Quên rồi, đúng rồi, đúng rồi, em quên rồi. Em thấy được rồi đó, cho anh hát em tổn thương quá. Chúc mừng anh đã hoàn thành phần thử thách rất là xuất sắc. Rồi em ơi, em mình dùng nguyên liệu đi nha. Trời ơi, ơn giời đã xong rồi. Bây giờ mình nghỉ giải lao một chút xíu để hai bạn có cái không gian để mà yên tĩnh á. Để hai bạn nấu ăn ngon hơn nha. Bây giờ mình ngồi đây mình rảnh rỗi không? Dạ rảnh lắm. Mình có được order đồ ăn không? Mình đi xuống dưới kia mình order anh. Vậy hả? Dạ order. Có thể cho anh một ly trà sữa. Dạ xuống dưới đó em kêu chị biên tập order cho anh đi. Được không? Dạ đi. Dạ. Em muốn trà sữa không? Em cũng thích lắm, không biết chị có order cho em không hay okay, là chị order cho anh thôi. Biên tập ơi, cho tụi em 2 ly trà sữa nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Và diễn viên Ngọc Trai đã không thể chờ đợi được nữa rồi đúng không anh? Mời anh muốn thưởng thức món nào trước? Cá lăng hay là gỏi? Gỏi trước. Gỏi trước. Lúc nào cũng vậy, phải ăn gỏi mình trước. Mình sành ăn là mình phải ăn gỏi thay vị trước. Bắp cải, mình phải ăn đầy đủ hết. Tôi ăn. Anh ăn trước đi. Làm miếng trước đi, lay lady first. Anh thử đây rồi. Ăn first rồi, you ăn đi. Có chấm gì không em? Nếu như thấy nhà thì mình có thể chấm với mắm. Thật ra thì cũng không có cần chấm, nó hơi bị dư mặn luôn á. Gà ngon, da vừa phải. Cái cảm giác nhai nó thích lắm. Bắp cải nè, nó cũng không có bị quá rục. Nhưng mà bị một cái là chắc là do cái quá trình nêm nếm á, với lại một cái khoảng thời gian khi mà em nấu ăn á, nó hơi bị hạn chế. Cho nên là em cũng không thể nào mà có thể là canh chỉnh một cách chính xác được. Cái này vị nó ok nhưng mà nó hơi mặn đi xíu. Chứ đồ tụi đây là một cái món rất là ngon. Rồi qua bên đây. Qua bên đây ha. Uống miếng nước đi nhờ. Đó, trời tôi thích ăn cái mấy cái miếng nào mà là nó cháy cháy vậy nè. Hương vị nó mới đậm đà như vậy được. Thật ra món chiên giòn thì bắt buộc nó phải cháy cạnh nó mới tạo độ giòn. Đúng vậy, thử miếng nha. Thơm quá mọi người. Tại vì là Trai không có thường ăn cá lăng nhiều. Nhưng mà bạn làm được một điều mà là Trai thấy là cứ làm món cá là bạn cách tránh được cái điều này là chắc chắn là 8/10% là cái món của bạn nó sẽ ngon. Đó chính là bằng cái khâu xử lý mùi tanh. Cái thịt cá lăng của bạn á, chi nó rất là vừa tới. Đây nè. Đúng rồi, nó béo chứ nó không bị khô. Thịt nó vẫn còn rất là mọng nước. Nếu mà phương diện của cái món này á, trên thang điểm 10 thì anh sẽ chấm em là 9.5. Thật. Nhưng mà giữa hai món này thì mình không thể nào mà so sánh với nhau được. Tại vì là một khác món nhau. Nó hẳn là mặn luôn, còn một món thì nó gần như là một món khai vị với lại cơm. Rồi xong rồi đó, còn gì nữa không vậy? Bây giờ là chúng ta chọn xem món nào mà dành cảm tình của anh nhiều hơn thì bạn đó sẽ giành chiến thắng. Trai sẽ chọn cái món cá lăng. Phần chiến thắng đã thuộc về bạn Xuân Bình với món cá lăng. Chúc mừng bạn. Bây giờ mời anh Ngọc Trai trao phần thưởng cho bạn Xuân Bình nha. Dạ, đây Xuân Bình nè. Về cái món hồi nãy thì bạn đã làm rất là đúng ý cũng như là gần với lại khẩu vị của Trai. Trai chúc mừng bạn đã giành chiến thắng. Chúc mừng Xuân Bình. Em cảm xúc của em thế nào khi nhận được giải nhất?
Dạ em cảm thấy rất vui bởi vì trước giờ em nấu ăn cũng chỉ thông qua việc nấu ăn trong gia đình thôi. Cũng chỉ được gia đình công nhận, nhưng mà đây là lần đầu tiên được một người khác công nhận, em rất là vui. Nói vậy thôi chứ đừng có đem món này về mà nấu 1 tháng trời nha. Nhà em ăn chắc cũng mệt lắm á. Nhưng mà còn riêng bạn cũng đừng có vội buồn bởi vì là bạn không có thắng cái phần này, thì nó không phải là một cái phần thi chính xác. Nếu mà phần thi chính xác là hai bạn phải nấu một món giống nhau, nhưng mà là mỗi bạn nấu một món khác nhau, thì bạn cũng có một cái thế mạnh của riêng mình. Nhưng mà là khổ một cái là bạn vô tình nấu nó hơi bị lệch tông với lại cái khẩu vị của trai thôi. Rồi. Chứ còn món bạn thì vẫn ngon. Vẫn ngon, cho nên là phần thưởng của em là một cái ôm thắm thiết với anh Ngọc Trai. Chúc mừng em. Anh có vợ rồi. Anh có vợ rồi. Cảm ơn anh Ngọc Trai đã đến với chương trình. Cảm ơn hai bạn đã đem hai món ăn rất là tuyệt vời đến với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao cũng đã hết rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện được phát sóng vào lúc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.